Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lộ trình dừng công nghệ di động 2G tại Việt Nam, theo thông báo từ Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 16 tháng 9 2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn 2G, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ khu vực hải đảo. Điều này có nghĩa là mỗi người dân sử dụng thiết bị điện thoại di động thế hệ 2G cần chuyển sang các thiết bị thế hệ cao hơn để duy trì thông tin liên lạc, ví dụ như thiết bị hỗ trợ 4G, 5G. Những chiếc điện thoại thế hệ cũ này chỉ hỗ trợ 2G sẽ không thể liên lạc được trong thời gian tới. Chính vì vậy, các nhà mạng đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng của mình nâng cấp thiết bị. Khi đó, dịch vụ nghe, gọi, nhắn tin thiết yếu sẽ được duy trì khi người dùng chuyển sang một số loại máy phổ thông, chứ không nhất thiết phải sử dụng các thiết bị smartphone. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những đối tượng là người cao tuổi. Thì bây giờ nghe thông tin là cắt 2G thì lại đổi, mua cái máy ở đây đổi cái 4G. Nghe nói là sắp sửa hết hàng. Thế này thôi bà đi thay luôn cả hai cái, ông một cái, bà một cái. Theo thông báo từ Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, tức tiêu chuẩn 2G, trừ khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà Giàn DK. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không cấp phép lại việc sử dụng các băng tần 900 MHz trên 1.800 MHz nếu doanh nghiệp không có phương án đảm bảo không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn 2G hoạt động trên mạng từ ngày 16 tháng 9 năm 2024. Chúng tôi đã gửi những văn bản đến Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường để nhờ các đơn vị truyền thông đến bà con. Còn đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng tổ chức các điểm bán hàng hỗ trợ bà con ở tại các nhà văn hóa xã, ở các khu vực chợ đông dân. Hiện nay các nhà mạng đang tập trung cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng, người dân hiểu và thực hiện nâng cấp thiết bị di động của mình. Đối với mỗi người dân, cũng cần lưu ý việc lựa chọn mua sắm các sản phẩm hỗ trợ 4G tại địa chỉ uy tín. Tránh trường hợp mua phải các thiết bị hàng nhái, dán nhãn 4G trôi nổi trên thị trường, thực chất chỉ là những chiếc điện thoại 2G không còn được hỗ trợ trong thời gian tới. Thưa quý vị, vào thời điểm hiện tại thì những chiếc điện thoại chỉ hỗ trợ sóng 2G như thế này vẫn có thể sử dụng nghe gọi bình thường. Tuy nhiên, vào ngày 15 tháng 9 tới, khi sóng 2G sẽ bị cắt thì những chiếc điện thoại như thế này hoàn toàn không thể sử dụng. Đối với mỗi người thì việc cần bây giờ đó là việc từ những chiếc điện thoại chỉ hỗ trợ sóng 2G lên sóng 4G để có thể sử dụng các cái dịch vụ của các nhà mạng.